điều tra nữ tài xế Mercedes có nồng độ cồn, khúc sập nhà cổ ở Hà Nội. Khởi tố 8 thanh niên quay video bốc đầu xe, đăng TikTok câu view. Công an điều tra vụ cô gái bị đôi nam nữ hành hung tại chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Bắt quả tang 3 đối tượng săn bắt động vật rừng quý hiếm ở Phú Quốc. Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc vụ 6 công nhân tử vong do bụi phổi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, thời gian qua, xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Nhiều vụ tai nạn mới đây xảy ra vào rạng sáng ngày 4 tháng 12. Mặc dù không gây thiệt hại về người, nhưng vụ tai nạn đã làm ảnh hưởng đến kết cấu ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ngày 4 tháng 12, liên quan đến vụ xe Mercedes tông vào căn nhà cổ trên phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, bước đầu xác định người điều khiển ô tô là chị BTL, sinh năm 2003, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Theo đó, khoảng 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày 4 tháng 12, nữ tài xế BTL, sinh năm 2003, Cầu Giấy, Hà Nội, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes màu trắng, lưu thông trên phố Hàng Bạc từ Mã Mây đến phố Tạ Hiện. Khi đi đến trước cửa căn nhà số 47 Hàng Bạc, đây là căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi, chiếc ô tô Mercedes mất lái khiến căn nhà cổ bị đổ sập phần mặt tiền. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, đội cảnh sát giao thông và trật tự cùng đội điều tra tổng hợp phối hợp với công an phường Hàng Bạc phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra. Bước đầu vụ việc không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang xác minh. Qua đo nồng độ cồn, đã xác định nữ tài xế BTL vi phạm ở mức độ 2 vượt 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Hiện công an quận Hoàn Kiếm đã lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật ở chương trình tiếp theo. Uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Do tác động của chất cồn trong cơ thể khiến lái xe không kiểm soát được hành vi, làm chủ tay lái. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng người tham gia giao thông, lái xe nên nói không với bia rượu. Cũng liên quan đến vấn đề an toàn giao thông, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành, Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhóm thanh niên ở Đồng Nai về tội gây rối trật tự công cộng với hành vi bốc đầu xe máy trên quốc lộ để quay clip đăng TikTok câu view. Theo đó, danh tính của nhóm bị can bao gồm Nguyễn Tuấn Thanh, sinh năm 2002, ngụ tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Trường Xuyên, sinh năm 2004, ngụ tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng; Dương Hứa Hoàng Vân, sinh năm 2004 và Nguyễn Hoàng Phúc, sinh năm 2006, ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một số thanh niên lái xe mô tô bằng một bánh lưu thông trên một số tuyến đường chính thuộc trung tâm hành chính huyện Long Thành. Sau khi đăng tải video thu hút hàng ngàn lượt xem, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành xác định đoạn video trên do Nguyễn Tuấn Thanh dùng điện thoại cá nhân quay, sau đó tự chỉnh sửa và ghép nhạc vào có nội dung quay cảnh Dương Hứa Hoàng Vân và NVGK, sinh năm 2007, ngụ tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, thực hiện hành vi bốc đầu xe tại đường Trường Chinh, quốc lộ 51B vào ngày 1 tháng 7, sau đó đăng lên mạng xã hội TikTok bằng tài khoản cá nhân của Thanh. Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên khai nhận các video trên được quay vào ngày 1 tháng 7. Trong đó, Nguyễn Tuấn Thanh và Nguyễn Trường Xuyên bàn bạc với nhau về việc sử dụng xe mô tô để bốc đầu xe và rủ dê lôi kéo MHH và Nguyễn Hoàng Phúc, Dương Hứa Hoàng Vân, NVGK, NDT, NQH và CTH tụ tập để thực hiện hành vi bốc đầu xe mô tô tại các đoạn đường thuộc huyện Long Thành. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành, hành vi bốc đầu xe mô tô của nhóm thanh niên tại các tuyến đường đông dân cư là hành vi nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây bất bình trong dư luận. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự. Mới đây, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip đôi nam nữ túm tóc rồi lao vào ra tay tàn bạo với một cô gái ở sảnh chung cư La Bonita trên đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người chứng kiến vào can ngăn nhưng bất thành. Hiện hai người liên quan đến vụ việc trên đã được mời lên cơ quan công an để làm việc. Ngày 4 tháng 12, Công an phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Công an quận Bình Thạnh lập hồ sơ xác minh làm rõ clip đôi nam nữ quật ngã, lao vào đánh đá cô gái gây bức xúc trong dư luận. Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip đôi nam nữ túm tóc rồi lao vào đánh dã man một cô gái.
Sự việc xảy ra tại sảnh chung cư La Bonita trên đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người chứng kiến vào can ngăn nhưng bất thành. Nhận được thông tin, công an phường 25 đã đến chung cư trên để xác minh xử lý. Qua xác minh ban đầu của công an phường 25, hiện nạn nhân đã về quê ở Tiền Giang. Công an phường đã gọi điện mời đến trụ sở để làm việc. Hai đối tượng liên quan đến vụ đánh người cũng đã được xác định và đang mời đến trụ sở làm việc. Theo công an, bước đầu qua nắm thông tin, đây là mâu thuẫn từ vụ việc đánh ghen của người sống tại chung cư trên. Những năm trở lại đây, xu hướng săn bắt và buôn bán trái phép động vật hoang dã ngày càng phức tạp, mang tính quốc tế hóa, mức độ chưa có dấu hiệu giảm, tính chất cũng nghiêm trọng hơn. Có nhiều vụ đã lên đến hàng nghìn, hàng chục nghìn mẫu vật được tịch thu bắt giữ. Điều này khiến cho công tác bảo tồn các loại động vật quý hiếm gặp nhiều khó khăn. Mới đây, trong lúc tuần tra làm nhiệm vụ, lực lượng Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc phát hiện, bắt giữ 4 người đang thực hiện hành vi săn bắt động vật rừng quý hiếm tại khu vực Vườn Quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cụ thể, vào sáng ngày 3 tháng 12, trong lúc tuần tra rừng tại tiểu khu 59, Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc cùng đội quản lý bảo vệ rừng Gành Dầu phát hiện nhóm người đang thực hiện hành vi săn bắt động vật rừng trái quy định của pháp luật. Đó là ông Nguyễn Văn Hò, 33 tuổi, ông Nguyễn Hoàn Hát, 37 tuổi, ông Nguyễn Văn Hẹn, 31 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Phú Quốc và một người tên Tuấn chưa rõ nhân thân. Tại thời điểm phát hiện, tổ kiểm tra đã tiến hành bắt giữ ông Hò, ông Hát và Hẹn, còn người đàn ông tên Tuấn đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Qua kiểm đếm toàn bộ tang vật tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có 14 cá thể sóc, tổng trọng lượng 3,4 kg đã chết. Một cá thể cao cát trọng lượng 0,7 kg bị bắn trúng ức. Một cá thể ó cá trọng lượng 0,6 kg bị bắn trúng cánh. Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ một cây súng hơi, một cây dao, 173 bẫy dây và hai xe mô tô. Làm việc bước đầu với lực lượng làm nhiệm vụ, các ông Hò, Hát và Hẹn thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành niêm phong toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm, đồng thời đưa những người vi phạm về trụ sở để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với hai cá thể bị thương, Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc đã phối hợp với Bệnh viện Thú Y thuộc Vườn Thú Safari cứu chữa. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Ngày 4 tháng 12, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, sau khi tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho các công nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến, đóng tại khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, đã có một số kết quả ban đầu. Cụ thể, đã xác định nhiều công nhân mắc bệnh bụi phổi silic ở thể nặng, thể trung bình và thể nhẹ. Ngoài ra, một số công nhân đang chờ kết luận hội chẩn từ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế để có đánh giá toàn diện. Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thông tin thêm, liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến, vừa qua Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 Công an Nghệ An đã đến tiếp cận hồ sơ để điều tra làm rõ. Đến thời điểm hiện tại, đã có 6 công nhân từng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến tử vong do bệnh bụi phổi silic. Trường hợp tử vong mới nhất là ông Hoàng Văn Sơn, sinh năm 1976, trú tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, mất ngày 28 tháng 11. Chiều ngày 4 tháng 12, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú nghe mùi hôi thối phát ra từ nhà ông S. Sau nhiều ngày không thấy các thành viên ra ngoài, đến kiểm tra, mọi người tá hỏa khi phát hiện vợ chồng ông S cùng con gái đang mang thai đã tử vong. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ có mặt để bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra. Ngày 4 tháng 12, tại km 37+590 trên quốc lộ 1A, thuộc thôn Bắc Phù, xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, giữa xe ô tô tải Ben biển kiểm soát 12H01044 điều khiển hướng Hà Nội Lạng Sơn với xe ô tô tải biển kiểm soát 98H01520 do lái xe Hoàng Văn Thụ, sinh năm 1990, địa chỉ tại thôn Nà Phước, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến hai lái xe bị thương, trong đó có lái xe ô tô mang biển số 12H01044 đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn nên chưa rõ danh tính. Hai phương tiện sau khi va chạm đã bị hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã triển khai công tác phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 4 tháng 12, thông tin từ khoa chấn thương chỉnh hình, bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khoa vừa điều trị thành công bé trai XBC 8 tuổi ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, bị hoại tử phần mềm toàn bộ mu bàn tay và mặt cẳng tay trái, nghi do bị rắn cắn. Theo lời kể của người thân, bé theo ông bà lên rẫy gặt lúa, đào củ rừng ăn.
Đến trưa, cháu vào lán dựng tạm phụ ông bà cất lúa và ngủ trưa. Trong lúc bé đang ngủ, ông bà bỗng nghe tiếng khóc lớn, vội chạy vào kiểm tra, thấy trên tay bé xuất hiện hai dấu răng cắn đang rỉ máu, nghi bị rắn cắn. Ngay lập tức bé được ông bà đưa vào bệnh viện tuyến huyện điều trị. Tuy nhiên sau 5 ngày theo dõi, tay bé xuất hiện thêm tình trạng sưng nề, tím tái tăng dần. Sau đó bệnh nhân được giới thiệu chuyển tuyến xuống bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị. Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị kéo dài chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu tới hết năm 2024. Mức giảm thuế tương đương 50% biểu khung thuế và đang được áp dụng từ tháng 4 năm 2022. Cụ thể, năm 2024, mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng với xăng trừ ethanol là 2.000 đồng một lít, với nhiên liệu bay, dầu diesel, mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng một lít, với dầu hỏa là 600 đồng một lít. Theo tính toán, khi giảm thuế này, giá xăng dầu bán lẻ sẽ giảm từ 1.100 đến 2.200 đồng mỗi lít, đã gồm VAT. Riêng dầu hỏa giảm 660 đồng mỗi lít. Sau năm 2024, mức thuế bảo vệ môi trường sẽ trở lại mức 4.000 đồng một lít với xăng trừ ethanol, nhiên liệu bay 3.000 đồng một lít. Về tác động bởi chính sách qua giảm thuế, ngân sách nhà nước ước giảm thu bình quân mỗi tháng đã gồm VAT khoảng 38.924 tỷ đồng. Tuy nhiên, chính phủ cho rằng việc kéo dài giảm thuế này sẽ giúp hạ giá bán lẻ trong nước, từ đó góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân, chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Việc giảm thuế này cũng giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi, nhất là các doanh nghiệp được hưởng lợi từ giảm thuế với xăng dầu. Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cướp tiệm vàng. Đáng nói là các đối tượng rất manh động, mang theo hung khí để tấn công bất cứ ai. Mới đây, lực lượng chức năng quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cùng công an thành phố Hồ Chí Minh đang truy bắt một thanh niên nghi cướp tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai. Ngày 4 tháng 12, công an quận Tân Bình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra truy xét nghi phạm vụ cướp tiệm vàng vừa xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 3 tháng 12, người dân sinh sống trên đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình nghe tiếng hô hoán cướp cướp của nữ chủ tiệm vàng trên đường này. Người dân chạy đến kiểm tra và thấy một thanh niên có biểu hiện hốt hoảng, nhảy lên xe máy, chạy về hướng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Một người dân sinh sống trên đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình cho biết, khi nghe thấy tiếng hô hoán của nữ chủ tiệm vàng, người dân thấy một nam thanh niên đi xe máy bỏ chạy về hướng đường Hoàng Sa, quận Tân Bình. Trên tay nam thanh niên này có cầm một vật giống súng. Cũng theo người dân, sau đó lực lượng chức năng đã đến tiệm vàng để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng quận Tân Bình vẫn đang phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự PC02, công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương truy bắt người này để điều tra làm rõ. Với thủ đoạn trộm cắp diễn biến phức tạp, tinh vi táo tợn, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động trang bị camera, vệ sĩ tại các quán vàng bạc, tránh để hậu quả đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị, đốt than củi để sưởi ấm là thói quen của nhiều người vào những ngày nhiệt độ giảm sâu. Tuy nhiên, thói quen này tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Mới đây, ba người trong một gia đình ở Hà Tĩnh đóng kín cửa để sưởi than củi, không may bị ngạt khí, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, nguy hiểm đến tính mạng. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc ba người trong một gia đình bị ngạt khí khi đốt than sưởi ấm. Theo đó, vào sáng sớm nay ngày 4 tháng 12, trong lúc qua nhà con trai là anh Nguyễn Xuân Thống, ngụ tại thôn Phú Ích, xã Ích Hậu để thăm con cháu. Mẹ của anh Thống gọi cho chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1995, vợ anh Thống, nhưng không thấy trả lời, nên nghi ngờ có chuyện không hay. Liền sau đó, bà đã gọi điện cho anh Thống về kiểm tra. Nhận được điện thoại, anh Thống liền đi về và cùng hàng xóm phá cửa để vào, thì phát hiện vợ cùng mẹ vợ là bà Hoàng Thị Hồng, sinh năm 1964, và đứa con nhỏ mới 12 ngày tuổi nằm bất tỉnh trên giường. Bên cạnh có một nồi than đang ấm. Căn phòng chỉ rộng chừng 10m² và đóng kín cửa. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Ích Hậu và nhân viên y tế đã đến hiện trường, sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân và nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu. Hiện sức khỏe của chị Tuyền và con nhỏ đã tỉnh táo, riêng bà Hồng vẫn đang phải thở máy. Việc đốt than trong phòng kín sưởi ấm để ngủ đã được các cấp, các ngành liên tục cảnh báo nguy hiểm. Thế nhưng có không ít người vẫn dùng cách sưởi ấm này và đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí là đe dọa đến tính mạng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị cũng đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.